Tôi đã từng năn nỉ quý vị đó. Nếu quý vị thật sự tha thiết muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, muốn giải thoát ngay trong kiếp này, thì quý vị phải để thì giờ thiền định vậy. Còn quý vị nói con có thì giờ thôi, tôi đầu hàng thôi, con bị tại gì bởi thì thôi, tôi không nói chuyện với những người đó được. Còn nói con vẫn có thể sắp xếp, không một tiếng thì con nửa tiếng, không nửa tiếng thì con 15 phút. Rồi khi hoàn cảnh thuận tiện con tăng lên nửa tiếng 15 phút thì không ngồi được cái gì. Nhưng mà khiến ta lâu đầy ổ, nước chảy thì đã mòn. Chúng ta làm cái gì cho bệnh, mặc dầu nó ít, và lần lần nó kết tụ thành khối to. Chúng ta thấy con kiến mà nó to, cái hột gạo có chút xíu mà, có nửa hột. Mà chúng ta thấy một ngày tới chiều một đống, thì chúng ta tập như con kiến. Phải bền thì cái gì cũng làm được hết trơn. Chúng ta thấy Ngưu Công dọn núi cũng vậy. Ông già đã 80 tuổi mà còn dám ra đục núi cho nó có con đường đi ngang qua núi, thì chúng ta thấy cái việc làm nó dễ tức cười, nhưng mà rất hay. Con người phải có ý chí như vậy. Mà ngồi thiền ít nhất cũng 2 tiếng, còn không được thì 1 tiếng cũng được, 1 đêm 3 thời cũng được, 2 cũng được, 1 cũng được, chứ không bắt buộc phải 3 thời hay là 2, 1 cũng được. Không bắt buộc phải 2 tiếng, có thể 1 tiếng cũng được, nửa tiếng cũng được, rồi từ từ mình lên. Nhưng phải liên tục, đó là cái khó, không được gián đoạn ngày nào hết. Nhiều ít thì tùy theo có hoàn cảnh của mỗi người, cái đạo Phật không bắt buộc. Nào quý vị có thể ngồi 2 tiếng, không được 1 tiếng, không được nửa tiếng, không được nửa 15 phút, nhưng mà không phải 15 hoài đâu. Quý vị cái điều đặn rồi quý vị sẽ thấy tự nhiên mình lên được 2 tiếng thôi, nó dễ dàng, chứ không phải nhảy vô mà ngồi 2 tiếng, không có ai làm được cái vụ đó. Nhưng mà quý vị có bền hay không, có tinh tấn hay không, chứ tinh tấn được từng dịch là chữ bền cho quý vị. Thành ra đối đạo Phật, người khôn, người ngu, người giàu sang, người nghèo kinh hèn không quan trọng, mà quan trọng ơi của cái bền. Như nói chuyện với Phật tử, có nhiều người nói tại con nghèo quá, đâu phải nghèo mà tu không được. Bởi vì đạo Phật để cho mấy người giàu tu sao, mấy người có phước báo thì tu được, còn mấy người không phước báo tu không được sao. Chúng ta nên nhớ không có vấn đề đó. Nếu chúng ta bền bỉ là chúng ta vượt qua tất cả.